Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Alan Shutter nha các bạn. Các bạn nhìn tiền của mình nè, quá nhiều. Hiện tại mình đã full gần hết rồi các bạn. Vũ khí đã full rồi nè, những cái nâng cấp cũng đã full luôn. Bây giờ chúng ta chỉ phải mua những đồ bổ trợ cho nó thôi nha. Đó, ví dụ như là giáp nè, một con drone nè. Rồi, giáp cao nhất rồi các bạn, mạng cũng full luôn rồi. Bây giờ mình sẽ mua đạn nha. Đó, mình dồn vô, dồn tất cả vô đạn xuống cuối các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Ok, rất là nhẹ nhàng các bạn. Đó. Ô, lúng tương lúng tương. Để coi có gì không. Tiền thôi các bạn. À, bây giờ tiền á, đối với mình á, cũng không còn là vấn đề gì nữa rồi. Trời ơi các bạn coi cái lượng đạn của mình kìa. Quá là dư giả đi mà. Lượm máu này. Ơ, có cây súng phun lửa trong kia kìa. Không cần. Ok, bây giờ mình lủi vô đây mình lượm. Ít máu này. Ơ, có cái dòng bảo vệ này. Ngon. Đặt bơm, đặt bơm. Rồi, mình có dòng bảo vệ rồi mình cũng không sợ đâu các bạn. Không lo về bơm đâu. Từ từ mình lấy súng phun lửa ra coi nó có lật không. Còn lật không các bạn? Cũng còn ngon lắm á, nhưng mà cái tầm bắn của nó còn lao quá. Súng phun lửa hiện tại là khá ngon, nhưng mà tầm bắn của nó khá là tào lao các bạn. Gần chết luôn. Ôi, không ổn rồi. Khinh suất quá. Ở đây có cái tường nứt nè. Giấu vô. Chỉ lo mấy ảnh giấu đồ thôi các bạn, không lo gì cả. Sao cái thùng này phế rồi. Ủa, ghê thế. Rồi, đặt bơm vô góc đó. Đạn này bắn khi nào mới hết nhỉ? Nhưng mà mình đang lo không có giáp đây. Ôi, ôi thôi 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 thôi. Ôi, mình xài luôn cái bình cứu thương rồi các bạn. Ghê quá. Các bạn thấy tụi nó trâu không? Là mấy quỷ nó bắn gần như là ngay lập tức luôn á. Nguy hiểm thật chứ. Ok, cạo cái khu này coi. Bùm. Xong rồi, xong rồi. Ổn rồi đúng không? Rồi, cái nhánh bên này ok rồi các bạn. Ghê thiệt chứ. Rồi, còn bên này nữa. Bên này là nó spawn ra toàn những con to thôi. Đó, các bạn thấy không? Nó đứng ụ ụ kìa. Để mình coi dọn dẹp được con nào mình dọn dẹp nha các bạn. Còn là những nhân vật nguy hiểm không à. Ơ, bên kia nó. Rồi, cái tầm bắn của cái mắt ma, súng mắt ma này xa lắm á các bạn. Ok, xin cái secret này đi. Xong. Rồi, nhẹ nhàng các bạn. Rồi, chứ còn con đường cuối cùng đi vô như vậy thôi. Ôi, ghê thế. Rồi mình sẽ dùng súng mắt ma mình càng quét hết các bạn. Nhưng mà ý, đây còn sót à. Bưng. Còn cái lỗ nào đây em ta? Mình thấy là hết rồi đó. Bắn vô coi. Một mạng. Mình chỉ cần không, mình không cần mạng các bạn. Hiện tại thì cái mà mình đang cần đó chính là bình cứu thương. Từ từ, để mình cảo qua để coi còn cái secret nào không nha. Đây là level 9 rồi các bạn. Còn một level nữa là hết rồi. Nè, mà cái game này mình nhớ cái ending của nó kiểu như là kết thúc mở các bạn. Kiểu hụt hẳn. Ok, bây giờ mình
Giữ khoảng cách như tôi nói nha các bạn. Mình đang cầm trong tay một cái súng, cái súng cuối rồi. Cái súng này là cái súng mạnh nhất rồi các bạn. Ok. Được chưa? Rồi. Nó xử lý hết mấy cái con này thì tí nữa nó spawn ra những cái con mà thường thôi các bạn. Những con bắn bắn yếu. Mình còn ủa phải làm trong người mình hết hết bơm rồi. Giờ là mình phải đi lượm thêm mà. Rồi xử lý hết đi các bạn. Cái game này á nó rút máu của mình hết hồi nào mình không biết luôn. Đó bể giáp rồi kìa. Ghê thế. Kéo máu mà các bạn chết khi nào mà các bạn không biết luôn. Nguy hiểm lắm. Ơi thấy chưa, còn mà mình nói còn là còn. Ở cái control nó xạo xạo cái nó ngẫm luôn rồi các bạn. Ok. Ê, trong này có cái giáp đúng không? Thích núp các bạn. Thích núp, thích núp. Rồi xong. Trong này có giấu cái gì không? Mấy ảnh nguy hiểm lắm. Rồi mình mở cái trên đó rồi. Chắc cái giáp tường bên đó thì không còn cái secret nữa đâu các bạn. Cái map to như thế này thì secret nó sẽ rất là thưa. Mình đoán là như vậy. Rồi thằng nào tầm xa mình xử lý được thì mình xử lý nha các bạn. Ô, núp 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 núp. Mà anh chơi kỳ nha. Đó, núp kìa các bạn. Chơi gì? Đó, khủng long to nó kẹt cho mấy cái thùng này. Rồi. Uầy, ở đây tính ra là nó không có một cái spawner nào luôn á mà tụi nó spawn ra. Ui. Rồi, xử lý tầm xa thôi các bạn. Xử lý tầm xa. Ôi, giờ khủng long nhiều ha. Né. Mình chỉ ngán mấy con màu đỏ thôi. Mấy con màu tím thì nó hiếm lắm các bạn. Ok. Ôi, trời ơi, còn đông thế. Tưởng mình đến nhanh việc gọn nha. Không đâu các bạn. Cái súng này đạn quá nhiều đạn luôn á. Rồi bắn vô giáp đó nghe bé 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 ghê lắm các bạn. Ok, đây có cái giá tường nứt nè. Học coi. Mà giờ tường nứt vấn đề gì nữa đâu. Tường nứt bây giờ đâu còn là ý nghĩa gì nữa. Đúng chưa? À, tiền không à. Ok, hết rồi. Còn đây con. Bên này con. Ôi muốn đầy đạn lên luôn á các bạn. Một cục đạn đó là theo mình nhớ không lầm là nó tới. Ui. Đại ca núp đây. Rồi mình cảo rồi giật coi. Rồi, mình thấy là hết secret rồi đó. Không còn nữa đâu các bạn. Rồi, ok, đi thôi. Rồi, bắn coi còn sót cái gì không. Một cục đạn đó là một cục đạn đó là tới 300 viên rồi các bạn. Cái gì vậy anh? Nó thoát ra được rồi đó. Nó thoát ra khỏi cái góc đó các bạn. Nó thèm lắm. Ở cái sơ sẩy một cái là nhào vô mình liền à. Mình ngon lắm hay sao. Ok, secret mà, secret rất là nhiều các bạn.
Bây giờ chúng ta chỉ cần máu và giáp thôi. Tiền đối với chúng ta giờ chỉ là phù du các bạn. Ok, lao vô. Ở đây có cái spawner nữa không? Rồi, tạm thời là không có cái spawner nữa. Rồi phóng ra nha các bạn. Nguy hiểm quá đi. Quá nguy hiểm các bạn. Rồi, chúng ta đang ở trên cái hành lang chết chóc. Bạn có thể thấy thịt của tụi nó vương vãi khắp cái hành lang này. Giờ mình coi trước đây. Rồi mình lụm cái... Ôi cái vòng bảo vệ của mình tính lụm. Oh shit man. Chơi ngu à. Có ai chơi ngu như mình không các bạn? Ok, có một cái giáp vàng kìa. Item nó có thể despawn nha các bạn, cho các bạn nên chú ý. Ok, đặt bom. Tụm đồ quay. Rồi qua đây coi có cái spawner nào không. Đặt bom. Ok, bên này xa. Ôi thôi. Rồi mình thấy là không ổn rồi đó. Rút ra thôi các bạn. Mình xả hai cái spawner rồi. Khỏe rồi các bạn. Đó. Cụ nó bắn ra cái tên lửa màu xanh kìa. Vãi cái trưởng à. Rồi. Mình đang chơi là đồ khó hát lắm nha các bạn, chứ không phải là easy hay normal đâu. Không nên dẫn mặt với cái đám này. Vô. Mình đục. Ê, có cái bình cứu thương ngon này. Vô đây có gì không? Rồi, xong rồi các bạn. Xong rồi. Đây là cái spawner cuối cùng rồi. Rồi là. Ôi, sao tụi bay còn đông thế? Kết thúc chưa? Trời ơi, nó chui vô trong. Ok. Còn đâu nữa? Chưa nấp mày. Rồi, mình cũng phải đi vòng vòng, mình coi tụi nó còn ở đây không ấy. Nhiều khi nó nấp á các bạn. Nó kẹt á, chứ không phải nó nấp nữa. Mình nói nó nấp thì... Quan trọng nó quá. Tụi nó kẹt các bạn. Ở đây hết rồi. Còn một con các bạn. Có cái mũi tên chỉ nè. Vậy là nó bị kẹt. Nó kẹt đâu đây nè. Thằng chết ơi. Rồi. Ở đâu nữa? Bên này à. Còn con khủng long các bạn. Khủng long xanh. Ok, kết thúc. Hết không? À, full series luôn các bạn. 8/8. Rồi bây giờ chúng ta chẳng còn gì hết các bạn. Bây giờ mình mua full đạn á. Sau là level cuối rồi. Level 10 rồi các bạn. The Reason. Chúng ta sẽ bắt đầu level cuối của nó luôn nha các bạn. Ok, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta nha các bạn. Ghê các bạn. Thật tùm lum. Mà mình vẫn chưa thấy có cái gì. Ok ha. Khá là dư giả. Không cần. Hiện tại thì mình chưa cần các bạn. Ướng quay bệnh luôn nè các bạn. Rớt súng ra luôn nè. Ghê vậy. Đâu rồi? Mấy anh đâu rồi? À, bắn ra đây. Mình chưa có cần cái gì hết các bạn, cho nên là mình cũng sẽ không lụm. Giác giác đó các bạn. Mình muốn level cuối cùng này mình sẽ... Ok, đây là con lỗ thủng này. Sao cái hành lang này nhìn nó trống trải, nó ghê ghê sao trời. Ghê, ô, ở đây quá chứ đồ luôn. Rồi. Tường lũng nè. Các bạn để ý mấy cái vách tường nha. Nhiều khi... Thôi này nữa nè. Đó. Sao mấy anh núp đấp. À, nó chỉ đường cho mình vô luôn nè các bạn. Ok. Ý.
thôi. Được được. À, trong này một mạng. Chưa có gì nguy hiểm hết các bạn. Nó mở ra khu này cho mình thôi. Mấy thằng này nó tính upshot mình, nhưng mà nó đâu có biết trên tay mình đang cầm cái gì. Cái đám này tuy mà là nó được trang bị những cái đồ tối tân nhưng mà IQ tụi nó thấp lắm các bạn. Khá là ngu. Kiểu như nó không có tư duy chiến thuật á, nó chỉ biết lao đầu vào tấn công thôi, nó không có tư duy chiến thuật gì cả. Rồi. Xong chưa, xong chưa. Ui. Nãy giờ mình thấy chưa thấy cái trái bom nào hết. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn ui. Quá trời quá. Lượng cái mega head nè. Ok. Cậu hết. Rồi, trong này có gì không? Máu rất là nhiều nha các bạn. Nhưng mà đối với cái thằng con nhân vật này thì máu nhiều đó là full rồi. Hết rồi các bạn. Không còn có thể lên máu được nữa đâu. Trong này nãy mình lượm rồi. Ui, mở ra nhiều thế. Thôi mình đẩy cái cửa này trước đi các bạn. Chúng ta đẩy nhẹ nhẹ cái cửa này trước đi. Chủ yếu giờ tụi nó nằm trong vách tường nhiều. Đúng là mấy thanh niên đục lỗ ra tấn công mình mới ghê. Cảo gần hết rồi. Có con cu này núp trong này. Ok, ở dưới này có gì không? Đạn thôi. Giấu gì không mấy anh? Cố gắng nè, để ý coi có lỗ thủng nữa không các bạn. Cái này ngay đầu có, chắc ở trong không có nữa đâu. Thì chúng ta đi vô ha. Kiếm cái giáp coi, hồi nãy tự nhiên mình lượm cái giáp tào lao ngay đó. Thôi được rồi mấy anh ơi. Mình tấn công ở dưới trước rồi các bạn. Mình kiếm cái giáp, hồi nãy bên này có cái giáp vàng đúng rồi. Ừ. Ôi, ui, nó còn núp ở trong này nữa nè. Trong này có gì không? Trong này chỉ có một mạng thôi. Mega head. Mình đang có một cái giáp cho nên là vẫn còn ổn các bạn. Mình đang trong trạng thái là ok. Tại sao nó lại chui vô những cái hang đó ta? Tập tính à. Ui né 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 né. Tính ra là mình né kỹ lắm á, nhưng mà mình vẫn bị ăn một ít đam các bạn. Né 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 ra đây. Chưa. Mấy ngàn viên. Bắn chừng nào mới hết. Ok, ở đây chỉ có đạn thôi. Mình cái cần là mình cần giáp á, là cho những cái mà mình không cần. Ôi giời, chán nha. Thôi mà không sao các bạn, có cho là vui rồi. Trên này còn nè, nhưng mà mình muốn đẩy dưới này trước. Cái này giống như cái lùm gì vậy đó. Rồi cứ đứng ở ngoài xả vô trong. Ok, còn sót mấy con. Trong này có cái gì không? Ok, có cái giáp các bạn. Đúng thứ mình cần. Hay lắm nha các bạn. Một hồi á, các bạn có thể để ý thấy là mình bắn một hồi á, cái kế bên cái giáp á, nó có một cái chớp đỏ. Rồi, chúng ta cạo sạch ở dưới rồi, bây giờ mình đẩy lên trên. Vô tình mở ra một cái secret các bạn. Cầm những cái cây súng hủy diệt như thế này mình có thể mở ra bất cứ thứ gì mình muốn. Mấy cái thằng cu này. Mình đang có vòng bảo vệ. Các bạn nhớ để ý nha, cái vòng bảo vệ hết đó, nó không có báo trước cho mình đâu. Nó muốn hết lúc nào nó hết à. Đó, nó hết đó, thấy chưa.
cho nên là chúng ta phải cẩn thận canh thời gian nha. Theo mình đoán thì nó tầm 30 giây thôi các bạn. Ừ, có con màu tím kìa. Oh shit man, nguy hiểm vãi ra. Cái gì vậy? Gì vậy bro? Ok, thanh niên màu tím rồi. Đó, nó bị kẹt rồi các bạn, nó bị kẹt rồi. Mình không có ngu gì mà mình lùa nó ra đâu. Rồi, mình đứng đây đi. Mình lấy cái góc đó, vẫn có gây đam cho nó nha các bạn. Mình lấy cái góc này đi. Mình không có ngu dại gì mà solo với nó đâu. Để coi nó bắn sao. Nó bắn tên lửa màu gì ta. Ủa, nó chỉ bắn đạn thôi các bạn. Còn mình không biết nó bắn tên lửa màu gì, nhưng mà nó cảo mình bay cái giáp rồi đó. Nguy hiểm quá. Ôi quá trời giáp luôn mà nó bị kẹt bên này rồi. Chết chưa? Ôi cuộc sống. Xin cái giáp. Mấy con khủng long đỏ thôi nó đã ghê rồi các bạn. Trời ơi, chưa chết được rồi. Rồi, cứ đứng xào xạo đây đi. Ok, chết rồi. Rồi, chết rồi các bạn. Trời, tưởng gì. Mong là chỉ có một con. Đi, mình thấy trên kia có một cái vết nứt rồi các bạn. Ôi, còn nữa kìa. Con này thì sao? Ok. Mấy cái chàm bờ nè. Có dấu đồ mấy anh. Nó khuất khuất như vậy, nó không có cái gì á. Rồi, đi cho chắc các bạn. Bên này còn không ta? Xả cho nó lùm. Không sợ. Cái con đó đứng lấp cái chồng. Sau lưng. Ai bắn rồi nè. Giờ đến lén mày. Ai dạy vậy? Ai dạy chơi mất dạy vậy? Rồi dưới này còn 2-3 thằng rồi. Nhưng mà mình sẽ xử cái ụ này trước nha các bạn. Còn mấy bé à. Ok, lụm đạn, full đạn rồi. Ở đây có gì không? Đó, mega hết liền. Giờ kiếm cái giáp coi. Căng. Ồ, cái đường này nãy mình đi mà. Đây có dấu gì không mấy anh? Đây mình thấy là không. Rồi. Bên này còn 2 cái lỗ các bạn. cái phạm vi nó rộng lắm. Ok, bên đây có cái giáp này. Ông định. Rồi, cạn xuống thôi. Giờ đâu còn gì nữa đâu. Rồi. Hết chưa? Một cái tường lũng. Mười cái secret rồi các bạn. Ở đây có 10 cái rồi đó. Nhiều không? Rồi.
Vậy là sắp kết thúc chưa mọi người? Có nghĩa là bé nào bị kẹt ở đây nè. À dạ. Còn kẹt à? Cái này bị kẹt cái ốc lắm các bạn. Mình mà không có cái mũi tên này chỉ là mình kiếm nó điên luôn. Hình như còn mỗi con này. Hết chưa? Ok, xong rồi các bạn. Hết không? Trời ơi, 13 cái luôn các bạn. Còn nhiều quá. Ok, 3 nó đi. Đây, đây là cái ending của nó các bạn. Và cuối cùng có một con sống ra. Và đi mất. Thì nó cũng là một kiểu như là một cái kết mở các bạn. Để cho nhà làm game người ta có thể làm đến những cái phần sau á. Rồi, đây là credit. Vậy thôi các bạn. Ok. Sigmateam.net vậy mình ấn trúng cái gì vậy? Rồi, ok, cái đó mình không còn quan tâm nha các bạn. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến mua game cho nhà phát hành là được các bạn. Ở đây, người ta có thể giới thiệu cho mình nè. Nó có Zombie Shooter nè. Rồi nó có gì? Legend như nè. Alien Shooter 2 Legend như nè các bạn. Rồi Alien Shooter 3D nè. Đó. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành tựa game Alien Shooter 1 rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.